Theo báo cáo, Ủy ban Cải cách và Phát triển của tỉnh Quảng Đông đã phát hiện ra một trang trại khai thác tiền điện tử bất hợp pháp đang vận hành lén lút trong một trạm sạc xe điện. Trang trại khai thác crypto này ở thành phố Quảng Châu, các quan chức đã phát hiện ra nó khi tiến hành kiểm tra định kỳ xung quanh khu vực. Hơn 190 thiết bị khai thác tiền điện tử trị giá tổng cộng là 5 triệu nhân dân tệ đã bị tịch thu. Các nhà chức trách tuyên bố rằng mặc dù trang trại tiêu thụ điện năng cao nhưng khó bị phát hiện vì được đặt trong trạm sạc xe điện. Các hoạt động khai thác đã được thực hiện ở phía sau cánh cửa đóng kín với một người bảo vệ tại cổng và hàng rào bao quanh để che giấu. Hơn 1.000 giờ đã được sử dụng vận hành trang trại khi khai thác, tiêu thụ hơn 90.000 kW điện. Vào tháng 2, thành phố Yết Dương cũng đã thu giữ 916 máy khai thác. Năm ngoái, chính phủ Bắc Kinh đã tuyên bố một lệnh cấm hoàn toàn các hoạt động khai thác tiền điện tử trên cả nước. Quyết định này đã dẫn tới việc đóng cửa và di dời phần lớn các trang trại khai thác ra khỏi quốc gia này. Kể từ đó, chính quyền ở một số khu vực của Trung Quốc đã thực hiện các cuộc kiểm tra để xóa bỏ các hoạt động khai thác dù là nhỏ nhất, bao gồm cả những hoạt động được thực hiện tại nhà.